Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tokyo Online. Và hôm nay thì cậu bạn sẽ có một cái video trải nghiệm một con game mobile mới ra mắt tại Việt Nam vào ngày hôm qua thôi, tức là ngày 3 tháng 1. Thì con game này có tên gọi là Tiên Duyên Kiếm Gamota. Thì đây là một cái game nhập vai tiên hiệp. Và anh em nào muốn chơi game này thì có thể lên Google Play và App Store đánh chữ Tiên Duyên Kiếm Gamota là nó sẽ ra thôi. Và theo như mình thấy thì mới ra một ngày thôi mà game đã có đến 9 server rồi, ra rất là đông server. Mình sẽ trải nghiệm server 9 đi. Rồi bây giờ mình sẽ không, mình cũng thời gian mình chưa tìm hiểu nhiều về con game này đâu, bây giờ mình sẽ trải nghiệm đấy nhá. Chúng ta sẽ có 3 lớp nhân vật. Đầu tiên là Liệt Thiên, cầm kiếm và cầm một cái khiên, nhìn rất là tanker. Lớp nhân vật thứ hai là Hoa Vũ, cầm quạt. Và cuối cùng là một nhất lớp nhân vật cầm kiếm, tên là Dịch Kiếm. Đó, như vậy là chúng ta sẽ chỉ có 3 lớp nhân vật đấy thôi. Và nó cũng cố định giới tính của các lớp nhân vật luôn anh em ạ. Và mình sẽ chơi cái thanh niên cầm kiếm ấy đi. Mình sẽ không có, thật ra cũng không có nhiều để nói vì game chỉ có 3 lớp nhân vật thôi. Và mình cũng chưa, nó không ghi rõ độ mạnh yếu của nhân vật đó là gì. Rồi, chúng ta sẽ có một cái game 3D xoay 360 độ luôn anh em ạ. Đó. Và bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ. Đồ họa. Rồi mình sẽ bật đồ họa gọi là cao nhất đi. Đây, đồ họa nó thế này thôi. Đấy, các bạn có thể zoom gần zoom xa ra. Mình sẽ zoom ra xa, mặc định thì cái camera nó để hơi gần nên mình có thể zoom ra xa ra. À, cái game này có một cái đó là lúc bình thường các game khác các bạn ấn vào nhiệm vụ thì ấn vào đâu trên màn hình thì nó cũng có thể nhận nhiệm vụ được. Đây. Nhưng mà nếu mà mình game này mình buộc phải ấn vào chữ hoàn thành nhiệm vụ. Ấn vào cái khung nhiệm vụ ở dưới ấy. Khung nói chuyện với NPC ở dưới thì mình có thể trả nhiệm vụ được không? Anh em cứ quen tay ấn vào bất kỳ chỗ nào trên màn hình là không được nhá. Ví dụ mình ấn ở góc trên này. Nó sẽ mất, mình phải ấn lại và mình phải ấn ở dưới. Rồi mở được kỹ năng mới rồi. Thì cái game Tiên Duyên Kiếm này nó cũng giống các cái game nhập vai trên di động khác thôi. Ban đầu chúng ta sẽ đi làm những cái nhiệm vụ tân thủ lên cấp, mở khóa từng cái tính năng một. Đấy, chúng ta sẽ vào mở các cái phó bản ra đánh này. Ồ, con boss này nhìn ngầu nhỉ. Anh em thấy đồ họa game này như nào? Mình thấy thì nó cũng gọi là dạng khá thôi, nó cũng không phải là quá đẹp. Nhiều game nó đồ họa như này lắm rồi. Không đến mức là mình khiến mình phải trầm trồ các thứ. Dù sao đây là một game tiên hiệp nên nó khá là màu mè. Các cái hiệu ứng kỹ năng các thứ nó cũng rất là màu mè luôn. Nhạc nền hay phết, mà nhạc nền nghe rất quen. Nhạc nền này trong game game Perfect World này phải, tôi không biết nữa. Nhưng mà nghe quen lắm. Rồi chúng ta mới mở được mình mới mở được một số kỹ năng thôi. Và đây, kỹ năng nhân vật đây. Wow. Rất là nhiều anh em ạ. Game một nhân vật có 3 nhân vật, ba nhân vật thôi nhưng mà hệ thống kỹ năng thì rất là nhiều. Có kỹ năng bi động và kỹ năng thiên phú này. Chuyển 5 mới có thể mở được. Như vậy là game này sẽ có chuyển sinh nha anh em. Đây, bản đồ nó sẽ phân theo cấp độ nhân vật và mình thấy cao nhất là cấp 600. Dạo này thì rất là nhiều game nhập vai toàn 500 đến 1000 cấp thôi. Rất là kinh khủng. Tha hồ cho game thủ cấy quốc. Đi kèm với số lượng cái cấp độ lớn như vậy thì là chúng ta sẽ có những cái tính năng gọi là chuyển sinh. Anh em nào chơi game nhiều thì biết tính năng chuyển sinh nó như thế nào rồi. Tức là đến một mốc level nào đó thì chúng ta sẽ tiến hành chuyển sinh cho nhân vật của bạn, thay đổi tăng chỉ số lên, thậm chí là reset lại level. Đấy, chúng ta sẽ có bảng thành tựu này, nhận thưởng thành tựu được kim nguyên bảo với cả bạc tiền ở trong game. Anh em thấy hiệu ứng kỹ năng đẹp không? Mình thấy cũng được phết. Đấy, trang bị có cả nút nhảy né này. Cái này đi PK có khi là ngon bởi vì nó ghi tác dụng là nhảy để né chiêu được. Đây cũng phải coi là một cái điểm đặc biệt của cái game Tiên Duyên Kiếm này, nó sẽ có thêm một cái nút để nhảy né chiêu. Ồ,
sủng vật kỵ sủng, tức là người đồng hành đi trợ giúp mình ấy, đi chiến đấu cùng mình đó. Mở được kỹ năng mới và phó bản. Đấy, hiệu ứng nhìn nó cũng khá là ổn áp. Ôi, con này con chuột này. Úi dồi. Mình thấy là thiết kế boss của game này khá là đẹp, khá là chi tiết và đẹp. Đấy, trang bị về cơ bản thì trang bị game này nó giống các game file khác, nó chia phẩm cấp theo màu, nó để cho anh em dễ nhận biết, từ trắng, xanh, tím, cam, đỏ. Cấp 21 rồi, lên cấp khá là nhanh. Mở tính năng mới, tiên pháp kích hoạt. Ô, mở cái tiên pháp này là có kỹ năng mới luôn anh em ạ. Ơi, cái bảng kỹ năng này, ua. Ô, được của nó đấy. Đây, mình sẽ lắp kỹ năng. Đấy. Rồi, và phụ bản đánh ten luôn đây. Tiên pháp là nó sẽ... Đấy. Kiểu tuyệt kỹ anh em. Đấy, hay phết. Đây, chúng ta sẽ có phần tiên thuật này. Nó sẽ chia ra các loại tấn công, phòng thủ, hồi sinh, chủ động, bị động. Rất là nhiều. Ây à. Đấy. Tính đến thời điểm này mình trải nghiệm game này thì mình thấy là thích nhất là game này nó rất là nhân vật nó rất nhiều kỹ năng để sử dụng và để lựa chọn. Đấy, các bạn thu thập nguyên liệu là những cái quyển sách này để mở khóa kỹ năng này. Đấy, sau khi các bạn phải lắp vào, các bạn tiên thuật các bạn có thể lắp 3 kỹ năng chủ động và 2 kỹ năng bị động nhá. Đó. Đấy. Cái em kỹ sủng của mình đứng đi cùng bắn kìa. Đó, bây giờ mình không quay được góc màn hình này. Lúc này mình rõ ràng mình quay được màn hình, bây giờ nó cố định. À, hiểu rồi. Game này nó kiểu dạng là nếu các bạn khi các bạn zoom gần là thì các bạn phải xoay được 3D. Nhưng mà khi các bạn ở đây vẫn xoay được mà lũ ấy không xoay được nhỉ? Ảo dã man, sao lũ ấy bị gì đó? Đây không xoay được này. À lại xoay được rồi. À nó hơi bị delay lúc mà nói chuyện với NPC nên lúc rồi mình không xoay được. Ok vẫn xoay được này. Ok game này vẫn xoay 3D rồi nhá. Mình cứ tưởng nó bị sao, vậy ấn xoay không nổi. Vuốt mãi không thể xoay. Đó, mình cấp 35 sẽ mở thú cưỡi. Trang bị lên này. Cái âm thanh của game này nó làm hơi ồn, hơi đau tai tí. Mình đang đeo tai nghe ấy. Nghe rất là đau tai luôn. Các bạn là cái phần hiệu ứng, cái phần âm thanh cho kỹ năng ấy, nó làm không hay. Nên mày làm không hay lắm. Nó cứ nghe chỉ tiếng xẹt 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 xẹt. Nghe bị hơi bị đau, nếu mà đông người chơi cùng ra chiêu nghe nó hơi bị đau đầu. Mình không ưng cái phần âm thanh kỹ năng lắm. Phần hiệu ứng âm thanh kỹ năng lắm, nó nghe hơi đau đầu, nó cứ xẹt 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 đó. Anh em nghe, nếu mà nghe, các bạn đang xem video này các bạn để thấy là nghe rất là khó chịu.
Đó, có con thú cưỡi này, cưỡi rồi. Vuốt lên này, có. Thao tác đơn giản là các bạn vuốt lên là có thú cưỡi này. Cưỡi rồi. Đấy, có cái phần mũi tên của cái chiến này, tức là các bạn ấn vào đây để cho để nó chỉ đến các tính năng giúp nhân vật của bạn anh em mạnh hơn. Đấy, tăng cấp cho sủng. Đấy, nghe tiếng sẹt 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 nghe nó không hay. Thậm chí là nếu bây giờ đông người chơi dùng ra chiêu nghe có khi chó đau tai luôn. Ủa sao nhân vật của tôi lại kiểu gì này? What the hell? Sao nhân vật của mình như kiểu đang bay 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 này? Tiền minh à, như kiểu bang hội ấy anh em. Đó, các bạn có thể ui. Một bang hội cấp 1 hình như tối đa là có 20 người, hơi ít nhỉ. Đấy. Chỉ có 20 người thôi. Bang hội đó, thành viên bang hội hơi ít. Chúng ta mở tính năng phó bản. Đây. Hệ thống phó bản thì chúng ta có phó bản thí luyện này, phó bản kinh nghiệm, phó bản đơn và phó bản tổ đội. Nạp thẻ, hoạt động mở server, cửa hàng, tức là nó đang dần dần mở các tính năng ra rồi. Đấy. Thoát phó bản. Tiên pháp này, tăng cấp này. Tiếp tục đem nhiệm vụ thôi. Mình sẽ cố gắng là mở tất cả các tính năng cho anh em xem. 53 mở pháp bảo, ok. Ồ, cho trải nghiệm VIP luôn này. Đấy, và VIP thì các bạn có nút bay nhanh, đi làm nhiệm vụ rất là nhanh luôn. Đây, đây là hệ thống VIP nhận thưởng. Cao nhất là VIP 9. Chưa vào được bang hội nào anh em ạ. Cày dã man. Đấy, tăng cấp cho thú cưỡi này, tăng cấp cho sủng vật. Sau có thánh linh, dị hỏa, linh châu. Đó, rất nhiều tính năng, tiên hiệp luôn. Có tiên hiệp là có cánh này, có pháp bảo này, có thần khí. Thật ra dạo này tôi thật anh em mà tôi cũng ngán chơi game tiên hiệp rồi vì nó quá là nhiều mà nó cũng đan ái nhau ấy. Nên là mình không thích game tiên hiệp lắm. Chưa có một cái game tiên hiệp nào thực sự là để khiến mình gọi là thực sự là thấy cảm thấy mới lạ và thích thú cả. Về cơ bản với mình trải nghiệm game Thiên Duyên Kiếm Gamota này nó cũng giống các cái game trước mình từng chơi thôi, nó cũng chưa có gì mới đó. Nhưng các bạn nếu mà muốn đổi gió thì có thể trải nghiệm. Việc chúng ta trải nghiệm miễn phí thời gian đầu thì cũng khá là easy thôi, nó không mất gì, mất mỗi thời gian của anh em thôi. Thì các bạn nếu mà ví dụ như mình không thích anh em lại thích thì nó mỗi người một khác mà đấy. Ui, lực chiến đã 77.000 rồi.
tạo tiên minh, tạo tiên minh sẽ 200 vàng hoặc là 3 vạn bạc khóa. Ôi được cái đồ cam này. Được bạn ơi. Vào khiêu chiến phó bảng. Đây thần cánh này. Đó bạn thấy không? Phần pháp bảo chưa mở là sẽ có thần binh này, linh ngọc, phi phong. Rất là đầy đủ các tính năng để người chơi mạnh hóa nhân vật của mình. Đây bảng hoạt động này. Đây hoạt động của server. Đây kiểu khiêu chiến leo theo tầng boss ấy, cứ đánh boss thôi. Về cơ bản thì anh em thấy là đồ họa game này nó cũng hơi thô. Đây, nhìn avatar của nhân vật này nhìn vẽ rất là xấu luôn. Và thậm chí là nếu mà các bạn zoom lại gần thì nhân vật nó vẫn còn những cái đường nét nó không được chi tiết lắm. Thế nên là đồ họa game Tiên Duyên Kiếm Gamuta này mình đánh giá ở mức trung bình thôi. Không phải quá đẹp, nó sẽ bù lại thì nó sẽ là nhẹ và không kém cấu hình. Đấy, cái gì cũng có giá của nó. Cái game này nó sẽ tập trung vào việc yếu tố cày cuốc hơn là đồ họa. Boss trâu nhỉ. Boss level 60, mình mới level 51. Mới mở có bản kinh nghiệm. À bán nhanh những cái đồ không dùng đến này. À, có nút bay nhanh thì các bạn tận dụng để tiết kiệm thời gian bay nhảy. À, mở tính năng phát bảo rồi. Nuốt trang bị luôn để tăng lực chiến. Đây pháp bảo đây. Đó. Quái nó ra rất là đông mà ra liên tục luôn bởi vì rất là đông người chơi mà. Đây là các hoạt động hàng ngày đây. Bây giờ phải đi làm nhiệm vụ hàng ngày để lên cấp rồi. À, có tính là kết hôn này. Đây là các hoạt động hàng ngày của trong game này. Chúng ta sẽ có hoạt động nhiệm vụ hàng ngày, phó bản, rồi có những hoạt động hạn thời, tức là nó ra theo khung giờ. Liệp côn, đấu thiên linh, tiệc lửa trại, yêu tháp chín tầng, chiến trường, hộ tống như kiểu vận tiêu này, tiên minh vệ. Cái này liên server này hay này. 19:30, cấp 350 mới mở, vãi. Đấu này là PvP này. Đó, như vậy là game khá nhiều hoạt động. Kích hoạt.
nhiều tính năng quá nhỉ. Đây, tức là có hai con nó đi theo mình, một là kinh sủng, hai là thánh linh luôn. Đây, thánh linh rất là nhiều con thú, rất là cute luôn anh em ạ. Đây có cậu vàng này, ui được đấy, sau mình sẽ kiếm con cậu vàng này. Ồ, mình vào được bang rồi. Đấy, hoạt động bang đây, chúng ta sẽ có thành thú dân lâm, kiểu đánh săn boss, lửa tiệc bang, thủ vệ tiên minh, thần điện tranh đoạt, đó. Không nhiều lắm, không nhiều các hoạt động lắm. Trải nghiệm view này bay rất nhanh, đi tiết kiệm thời gian luôn. Đấy, có leo tháp này. Lại tính năng mới rồi, kiếm hồn. Rất là nhiều tính năng luôn. Đấy, ghép lắp ngọc vào. Đây, luyện khí tức là cường hóa trang bị. Đó, các bạn có thể cường hóa này. Cường hóa này thì cần bạc thôi. Ồ, khá tốn nhá. Mình thấy là khá là tốn luôn ấy. Rất là tốn bạc luôn này. Vì nó sẽ cường hóa theo cấp độ nhân vật ấy. Hết xua rồi. Đó, rất là tốn luôn anh em ạ. Gấp đá này, bộ đồ tẩy luyện tiến dài. Nói chung là mình chơi đấy giờ thì cũng mở kha khá được các cái nhiệm vụ rồi. Tăng cấp. Chung là cường hóa này rất là tốn kém luôn. Phó bản cái game này nó khá là dễ, thấy là khá là dễ luôn. Nó không mất thời gian ấy. Hổ mang long hoàng. Đấy, các bạn ấy lướt này. Đấy, lướt thì nó sẽ có thời gian delay. Lướt này, 3 giây. Mở tính năng mới, hợp thành. Đó, thấy anh em thấy là game rất nhiều tính năng luôn. À, hợp thành trang bị. Sau có thể ghép đồ, ghép đá, các thứ rất là nhiều. Ồ, tính năng này khá là hay. À, để xem game này còn cái gì nữa không. Thí luyện hư thất.
Nhìn chung thì game như mình đã nói thì game này nó không mạnh về đồ họa nhưng mà nó sẽ mạnh về các cái tính năng để chúng ta cày cuốc. Thì bạn nào mà kiểu yêu thích game nhập vai cày cuốc mà bối cảnh tiên hiệp thì mình nghĩ là các bạn sẽ thích cái game này. À cái thí luyện thứ thất này chính là đây 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 là có bản kinh nghiệm này đó, và các bạn đi cái này thì lên cấp rất là nhanh, để mình xem là đi xong thì được nha. Và các bạn có thể dùng cổ vũ này. Dùng thuốc AXP để tăng điểm kinh nghiệm lên này. Tăng 50% XP lên thì lên cấp rất là nhanh. Tăng cấp kiếm linh. Đấy, lên 88 rồi anh em ạ, lên cấp cực kỳ nhanh luôn. Thị trường giao dịch này. À, các bạn có thể giao dịch ở đây. Giao dịch qua cái thị trường giao dịch này. 93 rồi. Lên cấp nhanh nhỉ. Đánh 18 trên 16 đợt mà đã 93 rồi, chắc là bây giờ đánh xong phải hơn 100 cấp. Cảnh giới. Ui, nhiều tính năng quá nhỉ. Bảo vệ thánh nữ. Đấy. Cấp 105 rồi nhá. Ui. Có gói không đồng này. Đồ đỏ luôn anh em ạ. Đấy. Bây giờ mới gọi là bắt đầu chơi này. Nhiều tính năng quá. Ui. Ta sẽ có một cái game mà rất là nhiều tính năng. Phó bản tối độ này, phó bản đơn. Đó. Hàng ngày thì chúng ta sẽ mở thêm đấu trường đài PvP này. Đây không phải để giao thực này, cái linh linh vực này chỉ leo leo hạng thôi. Ở tuần này chiến trường tam vực này là đấu thời gian thực. Rất là nhiều hoạt động. Rồi. Rồi, như vậy thì mình cũng giới thiệu nhanh cho anh em về cái game
Tiên Diên Kiếm Gamota này thì không biết anh em nhận xét thế nào, thì các bạn có thể comment phía dưới. Thì đây sẽ là một cái game nhập vai bối cảnh tiên hiệp và tập trung mạnh vào các cái tính năng để chúng ta cày cuốc hoặc là tham gia hoạt động từ đánh phó bản, săn boss cho đến PK. Thì nhìn chung là game này nó sẽ phù hợp với những bạn đam mê game cày cuốc trên di động rồi. Còn đồ họa thì mình đánh giá cũng thuộc nó thuộc dạng mức trung bình thôi. Dù sao các bạn nếu mà thích kiểu 3D thì các bạn đấy, đồ họa 3D và các hiệu ứng nó rất là màu mè. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video này cậu vàng. Bạn nào mà thấy hay có thể like, share, chia sẻ video này với bạn bè của mình nhá. Ngoài ra đừng quên ấn nút subscribe ủng hộ cho kênh Tô Game Online. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì mình sẽ tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi từ nãy đến giờ. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye.